mới tuyển được cái ông thấp thấp ngoài kia trông say kìa. Cái gì? Chờ đi. Chờ tí, có khách dọn người ta đi xuống. Anh yêu chị. Số nó không hên lắm. Dọn mâm cho chị. Mâm mày đừng ngã đi anh đi. Mà mày làm sao mà mày sụt to. Hôm trước bây giờ nó sụp cả cái lên đầu quá. Em sợ chính quyền khoa. Em đứa hộp chân em té. Nhìn mà thấy bắt. Bắt mà con không xài biết chưa. Tao tưởng mày muốn gội đầu. Ai mua cái này đấy? Đây cái gì ấy? Cái xấu à? Mấy người cô gái? Lên lầu dùng chị đấy. Bọn này tiết kiệm lúc có khách chúng một quạt đây. Ăn đi mẹ. Lấy bát làm tôm chị đi. Ôi giời ơi, tôi nhịn từ trưa đến giờ thì ăn cao cơm thừa canh cặt của con kiến. Cái gì? Là sao? Bà mẹ bên đi Antifan qua report TikTok tôi có nói gì đâu, nói gì bây đâu. Bà đi mẹ. Em nhìn thấy khách ngồi này. Mày không cho khách mang đũa vào bát đây à? Mà tao bốc tay à? Khăn nước đâu? Mắt ngơ thần cụ lên. Khăn nước. Có một bát rồi để cất vào trong kia đi. Đấy mẹ tắm mắm tôm mẹ tắm đi. Tôi hết giảm cân rồi nhưng mà Hiếu rồi quên rồi. Ăn đi bà. Ôi giời, ra đây vừa mới xong kệ đi. Em mới like mà. Thế à? Thế à, thế bà cứ nằm chơi hàng hàng bữa mà đấy nè. Ngồi xong rồi đau quá. Lấy chị cái bình trà bằng không nhảy ly. Cái bình trà giảm cân là cái gì chị kìa? Giảm cân ăn bún và rau thì cũng đành. Không ăn mút mà ai tao ăn không mút. Chưa cần biết tôi có ăn hay không. Tôi cứ vào cái mâm này đã nha. Ăn đi cô Chí á. Úi giời ơi. Bà Trần Thu Hiếu.
Cô Chí cô ăn đi hạng đậu vậy, ăn đi cô Chí. Có việc gì để diễn thị được không? Nhà tôi hóa ra có khách mua nước xấu về, nhớ mặt thật. Chí đã nhìn xinh á, có người yêu. Ai đâu? Có người yêu. Bà Chí ba nắm đường lắm. À, tôi đang giảm cân ông Tùng Dương. Nhẹ nhẹ ăn hương ăn hoa, tôi không ăn nhiều nhá. Giờ ăn đi má, khoắng cái má luôn này má. Chắc kiếp chứ còn hiếp má. Kiệt ơi mày đâu, Kiệt ơi. Kiệt ơi mày đang đâu, Kiệt ơi. Giống như ngày xưa trong phim Cung Tần đó mà. Đêm ấy thì tẩm mắm tôm khoáng. Em đang giật một thau đầu à? Tôi mới nghĩ ra một cái câu gọi là phỏng vấn cho vòng mà Miss Grand Việt Nam tối nay. Thay mặt ban giám khảo xin hỏi tất cả quý vị, cái gì em vừa ngủ dậy sau trận chiến tối qua mà chiến hơi sâu ấy Kiệt ạ, có mất sức không em? Đó, ăn đi cho thắm tình dân tộc. Ăn đậu không? Không. Đây là đứng ngon. Gì câu hỏi gì đấy chế, để chế chợ chế hỏi nó nghe nha. Chế ra một câu hỏi là mình hút tồn luôn nha. Nếu như mà chị mà được quyền ra câu hỏi cho đêm nay cho Miss Grand Việt Nam, chị sẽ hỏi rằng là hãy cho chúng tôi biết, nếu đêm nay em may mắn đăng quang trở thành Miss Grand Việt Nam mà sáng mai em lỡ vỡ mồm, em thở ra những câu nói bất thủ, thì em có trả lại vương miện hay không? Cái chỗ cao ở kia rồi. Mấy người mấy, khách không mấy người mấy. Cười gì đó đúng mà. Đây là lòng chiên. Mập úa cho chị miếng dưa leo với cả là co cho chị miếng rau thơm. Đậu hũ nhà tôi mà đến ăn nhé là vui lòng ha. Kiệt Nguyễn trả lời, em đã làm Miss Grand năm nay và đang một cương vị mới.
em nhất định sẽ không trả lại Phương Miện dù chỉ là một hạt cơm. Mày khốn nạn quá Kiệt. Cái rồi sụt nhà tôi nha mấy bà. Cái rồi sụt. Trời ơi quên. Má quên. Rồi sụt ngon quá. Đọc thần chú má. Ăn cho cố vô. Gầy nha tỉ. Cảm ơn gầy nha. Nhờ gì. Ăn đi mai khỏi ăn. Chả làm cân viên rút mỡ. Ăn uống sao cũng được. Cái bị mới về hơi đẹp. Ăn đến rồi tít đi bà. Cho nó bập. Nguyễn Mai còn chi đậu hũ chả chiên ngon. Phương bấm với chị à, hai bìa đậu béo. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trên nhị vàng bông trắng lá xanh, dân buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Chào mực. Tôi cứ ăn đi. Đó. Ăn đi giảm cân sao? À không chị, tỷ ơi tỷ, sáng mai bắt đầu quay trở lại cuộc sống sống xanh tỷ. Bớt cười nha. Tại vì ngày mai là Kiến đi học rồi, bắt đầu sống xanh lại. Chị cũng bị nhập học rồi đó hả? Vâng. Người mẹ quốc dân đi tập thể dục buổi sáng mọi người ơi. Mọi người giữ sức khỏe. Mọi người nhá, tập thể dục giữ sức khỏe. Đại dịch nghỉ lễ chưa? Nghỉ lễ xuống ngơi dỗ bà Phi Nhung. Dù gì hà này. Nem chua. Bí mật của mày nhanh hơn hôm qua trước rồi đấy. Bữa nay mới là ngày đầu mà. Bỏ đây ra chuẩn bị. Chứ là anh ta thấy bà ta rung ta đó. Bỏ đây ra chuẩn bị cho đến giờ. Tôi làm gì run tay. Mới 16 tuổi à. Nhân viên 16 tuổi hôm trước gội đầu bằng mắm tôm. Hú hồn. Bún đậu khô khan là nồng nàn hương bắp. Phải nó. Là cha thì bấm. Nó kêu con làm trai. Con là trai. Mày có bạn gái chưa nữa không? Chưa quen ai hết, chưa nắm tay luôn. Mày nắm tay cho dùng có bầu nha. Ủa nắm tay cũng có bầu nữa chú. Là biết là còn khờ. Nói giờ hay có bầu qua đường mồ hôi lắm. Có muốn sầu đau. Ăn mấy ông chuyên dùng rồi. Ăn mấy ông chuyên dùng rồi. Cuộc đời này rồi có ly rượu với ẩm cốc bia xin là. Ngân Hà Trần tôi đang ở quán đấy bạn ơi.
168 không còn chị, hôm nay 168 nè. Chị có xem em live stream từ sáng à? Gầy rồi. Ui, trắng thế. Mặt giống ạ, trắng và giống như ta. Ơ mà sao mà bọn em đi bốn chỗ to đừng ngã vật rồi anh ngồi bàn nhỏ thế? Không có bàn đâu, lúc em vào hết rồi. Chào mọi người. Chưa người yêu đâu. Hết bần. Đang còn trinh. Thằng gì à? Thằng bậc đấy còn trinh. Đó, nè. Ăn này béo nè. Phương. Thôi, ra bảo. Mày sơ thế mày bảo thằng bếp rồi chiên gì đấy. Bảo chiên lại cho tao. Hôm nay thì bạn đang uống bia. Nem tay thì uống bia mà thèm gần chết. Về em nha mấy chị. Nó cũng gọi ai rồi. Ăn miếng ngọc của béo ngậy ra. Xong nó gầy lắm. Ăn như hạt đồn sao mà gầy. Trà này. Tí cho mà tí cho mà bà đang thu đức về thu đức à thế rồi hôm qua à quên không biết là về đây chưa đợt để nhắn hỏi cần gì quên nữa camera không camera tìm tao xem trong phòng chào Linh Thỏ không có cà phê thôi mà biết cái gì có vậy là ở nhà quán chị quận 1 Linh Thỏ ơi. Quán chị quận 1. No rồi đấy. Một trăm lẻ hai xẹt 26 cống quỳnh em ạ. 102 xẹt 26 cống quỳnh. Đó.
thấy chưa em, ngay Bùng Binh Cống Quỳnh, huyện Cư Chinh. Ngồi bàn dưới cái gì chị cho rằng no quá rồi đây này. Ăn bữa này sao mà trưa mai quả 12 giờ trưa mới ăn. 12 giờ trưa mai mới ăn. Ui dồi, chị chút giấc. Ăn đoạn này quên, quên mất là đang mập. Trời ơi. Đây miếng mỡ. Bình thường ăn luôn miếng này. Bây nhè ra mà thấy ngon quá cho ăn nốt. Má mẹ lên diện. Đằng nào mà cũng mập. Tôi có hẹn cô em gái Andy Hiếu Nguyễn ra đây 8 triệu số bít. Vẫn xinh cho chị rồi. Nóng quá. Trần Quang Chiến. Lần nãy mà Sài Gòn cái chị ăn chả thấy check in cho chị gì cả. Các bà giàu đi ăn quán tôi không check in không à? Chào chị Thùy Ái. Chắc tôi phải xem làm chương trình ăn hóa đơn bao tiền tặng 2 ly trà cho các bà check in cho tôi mới được. À không hả? Được rồi, ăn nhập như vậy mà ông nói mà thấy check in thì tặng ly trà tắt. Trần Anh Khang theo cái ghế Sài Gòn ghế chị nhá. Nò quá. Nò ngất xỉu. Ăn nò quá mới bà ơi. Ôi giời, tôi ăn no thì thở không nổi luôn. Ăn no thở không nổi. Cái này kêu lên là nó mẹ lo miệng đó con mắt gọi thêm đĩa đĩa đậu hũ. Điên quá. Lo miệng đó con mắt gọi thêm đĩa đậu hũ này. Đây à, chả tôi chả biết tôi làm gì này. Chơi đồng hồ. Nhạo xỉn. Không chứ gì. Anh cao mới nhìn. Đứng không vững luôn. Em bị dìu xuống bắt xe. Em bắt taxi bấm chữ 102 Cống Quỳnh, quận 1. Hát không? Gỡ gọi thêm di động. Chào chị Lâm Võ Phúc. Ăn no thế này xong mà đêm nay là bắt đầu ngồi. Nhưng mà bây giờ sẽ không được thức đêm nữa rồi. Chào chị Đỗ Ngà. Mấy người em? Một
ba người chờ chị đâu các bạn? Đây người bạn này là ba người bạn. Đại ca Nhung đã xuống. Thích nhỉ, con Nhung béo lên mấy cân trông sợ nhỉ. Hôm qua mình gọi nó đi nhậu cũng kinh chứ. Là người có tiền mà trả. Hai đứa bọn tao là vô gia cư vô địa tán tiền đâu ra mà trả. Đấy mẹ chủ quán nó hỏi mình là ăn có trả tiền không. Em biết không, em gái chị khốn nạn lắm. Nó hỏi chị ăn có trả tiền không, ngày nào qua ăn vậy. Ê, thường á mà mà ăn gái mà đang ốm á mà tự nhiên mập lên á là nó có hơi chai. Mấy người vê đê mà thế không có ai chịch chọt mà bán chết. Thế tôi hỏi bà nhé. Tôi cũng không có ai chịch choạc mà sao tôi cũng béo lên hoài vậy? Mẹ nhậu quá. Nhậu quá béo nhỉ. Nguyên lý bà chỉ rất mãi trưởng. Học lớp 8 hay nào? Lớp 6 cao lắm. Thấy bộ đồ của em mà chị khỏi mặc đã nhiều quá. Trời, tôi no quá các bạn. À, tôi đã biết cái này được sao mà tôi đi thế này rồi. Tôi đi nhậu về, tôi đưa ông Cao Minh Hiển đến taxi, xong mà tôi bắt xe ôm, tôi bị ngã trượt dốc. Hôm qua mình đi nhậu với ai đấy hả? À Nhung. Mời ra mình nhậu hết đi nha. Đứa hai miếng. No quá. No chưa? Còn 2 miếng không? Ê, bà ơi, bà ăn miếng tên miếng má. Ôi giời, mà mua hôm nay một cái áo bông hoa 288 gì? Cái áo bông hoa đi không? Áo bơi ấy. Ăn trong ngồi thở. Đấy. Uống hết chai trà giảm cân. Hai đi đốt mỡ bụng. Mấy giờ thì phải vào giờ thay? Đi xong rồi về về thì biết ngủ. Ra đi ra đi. Xong sáng mai thì dậy. Thế ngày đéo nào cũng ngồi trong bệnh viện là từ mấy giờ sáng đến tận giờ này. Thì để coi công việc yêu thích làm gì. Công chị ai đổi chỗ ngồi cơ mà. Coi cho nó có kêu mình gì không. Nhưng mà hôm qua là chưa đưa cho anh một túi à. Đưa đầu má mới đi sang mở lên. Túi gì? Bị mốc con này mất 3 triệu chứ còn gì em.
vẫn chờ dậy ở đông lắm. Cái thang máy đông lắm, ông cứ để cái túi rồi mình móc con mẹ mất. Mưa à, nó cậy á. Chứ sao, ông làm cái chơi đi chờ đấy bây giờ hả? Cái nằm viện này, cái đi viện đấy, cái thăm người bệnh cũng đầy mà. Ví đâu? Búng lúc này nè. Sao đéo mất cái ví luôn, 50 tiền mà. Búng lúc này. Khách mời toàn trai xinh gái đẹp không nhỉ? Ta phải đeo túi bao tử ở trước vú, tay sờ vú, tay sờ túi. Tao đi đâu thật chứ bao tử? Thế nó đâu có túng được mình đâu. Đấy ông Văn Phương nói điện thì túi bao tử ông ấy chọn cái này này. Đeo mấy cái ngực ngựa anh không? Đeo đằng sau lưng thì đúng rồi. Xin mời anh chơi. Vá quá hả? Tao mà biết thì bị nằm móc tao bắt nó bố con cái chừng. Mai kiếm đồ đi học. Mai ra trường tập sự à? Mai tao bắt đầu sống giảng, đúng không? Mai tao đầu sống xanh bắt đầu từ ngày mai. Lại tiếp tục con đường chạy bộ. Lại cười thì mày hơi coi thường nhau. Nếu mà như vậy. Hôm nay mới đầu tư 288.000 nè. Cái gì á? À bơi. Gầy rồi đó. Nếu mà như vậy á. Đeo lên bông hoa làm gì á? Nó trên cái áo mà. Mỗi buổi sáng á là mày sẽ đưa cho nó một mỗi cái dù như là kem chống nắng nè, rồi giảm cân nè. Ông làm cái kiểu không có ấy. Không, mày bỏ xe nó đó, không? Để mọi người, nó đừng có mỗi ngày nó live stream nó sống xanh. Mà là mỗi ngày nó live stream nó cứ ở công viên đó, nó live sản phẩm này, nó như kia gì đó, biết không? Chứ để mà nó nói sống xanh mà nó không có xanh. Tối về nó đi nhậu hay là nó sống xanh được 3 bữa cũng vậy à. Để cho nó live sản phẩm đi. Live sáng rồi mẹ. Hôm qua mẹ ngu như con chó ấy. Uống một bình trà giảm cân ba em ơi, cả đêm để xem đời Lee Mentor xong thức con cuốc đến 5 rưỡi sáng. Chưa có coi được tập 3. Đến lát tối về coi nổi không? Thế chưa kết thúc chưa? Hay cứ dần dần trên mạng. Mai cứ đi ăn đến lần tiếng tao hỏi xem là tốt của cuối cùng nó còn những đứa nào đây. Không mà công nhận nó cái chương trình nó là đại khái mình coi mình để thu hút mình không bị chán. Người thứ ba mình sẽ đến ba đại cũng thành nhé, mình thăm chuyện.